có anh em nào nhận ra con đường này ở Bạc Liêu không ta? Còn hơn một hố bom nữa nè, nói nghe chạy đâu có 3-4 cây số mà nó cỡ này, ngoài này đỡ hơn trong kia luôn. Đoạn này đi về chắc anh em biết mà, về Gành Hào nha mọi người. Đi vô đây thăm bảy mà nó cực chết luôn, mấy anh để tặc để ý chết tôi luôn đó mọi người, thấy không cực nè. Rồi vô đây một cái mọi người. Ồ, bởi chỗ này mà thấy hấp dẫn không? Chỗ này ngày đầu tiên nó dính được con rắn, cái nó chết con chuột. Nó chết miết luôn mọi người. Thế này vô coi làm sao đây. Ồ, hình như có phần rồi nè mọi người. Phần nằm đó kìa. Trời ơi, cái đống phân ra kìa. Ồ, rắn này nhất rồi. Rắn này chắc có 8 lạng rồi. Wow, hư. Trời ơi, cái đống phân, đống phân kỷ lục. Nó đặt trống vậy mọi người. Tôi là trời không có bịch. Mẹ rồi cái đống phân. Mở bao cái. Hết hồn cái đống phân luôn. Chắc cái đống phân này chắc tôi ị đi chổng rồi tôi bắt rắn rồi bỏ vô á. Rắn ở 8 lạng. Trời. Nãy chổng thăm được rắn chắc ký mốt ký hai. Chích nè, thấy càng chích nè. Cái này không ra nữa nè, nó lú cái đầu nhìn thấy ghét thiệt nha. Đó. Gán này có 8 lạng mấy, 9 lạng luôn. Gán này có 10. Hết hồn gắn. Đâu, rồi cục phân đó nè. Đây có một cái nữa nè. Hôm qua thì mình nhường cho ông Phụng quay. Chà. Chà. Đây sáng còn mờ. Rồi con bự quá. Trời má ơi. Con này bự khít. Đây trong rừng tuốt đầu trong không bắt được mọi người, thông cảm nha. Gắn này có 7-8 lạng. 8 lạng chắc. Cái đầu đó nè. Địa điểm. Nên mình nhấp cá thì hết sảy luôn nha. Ao cá nuôi mọi người.
nó đang thở kìa. Thì có cắt lắp cái lá chuối lên được rồi, thế này nó còn khô nè, thui ra là thấy rồi nè, kìa em thui luôn rồi. Con này bự nữa, không bằng con kia nhưng mà to đấy. Con này to mọi người, hết trọng gắn. Phanh lưng rồi. Anh em cả mình đang đốt ở trong rừng á, mình vô chỗ mình đặt á thì không có là quay được, quay được nhưng mà không có bắt được nha mọi người. Vô tới luôn nè mọi người, chỗ này dính là dính rắn khủng không á. Đây nè, bãi nè, trời ơi đây nè, rồi trời ơi cái đầu nữa, ây chà, tới công việc nữa rồi. Này cái mà cái này chắc không ngay được nữa, mình dời qua bên kia đi. Ôi con chuột con chạy, cái này nó không êm à. Rồi đừng khóc nghe em, đừng buồn nghe em. Đây cái người cái này hãy chói chen. Trời ơi trời ơi trời ơi, cái phanh nó kìa mọi người ơi. Ê, nó rút vô kìa, nó rút vô, gắn này chắc mới vô không có phần nha, chắc không có phần chắc mọi người nữa, tôi bỏ vô nữa khổ. Trời ơi con gắn, má con gắn nào ký mấy. Ô phần đây, phần đây, phần đây, phần đây nha mọi người, đó phần đây, phần đây. Để đặt lại cái mọi người. Đây con gắn, quá trời con gắn này nó khủng. À, con này này khủng em ơi, khủng ba con hồi nãy nè. Mở bào định bắt cho mọi người coi nha. Trời ơi con này ký mấy à, ba con khủng hồi nãy mới dính nè. Mình làm thăm thử đây cái trước mọi người. Cái chỗ này bắt không biết bao nhiêu con gắn bự nè. Ô con chuột chạy à. Nó này nó không chạy. Gốc dừa đặng quá. Đây cái này chặn hai đầu
đầu này dính hai ba con phượng sinh, không có phân luôn. Nó kheo nặng dưới nè. Trời ơi, phân này nè, gắn này cũng không bự đâu, sáu lạng đâu rồi, phân trình đình luôn nè. Hết hồn luôn. Đây, cái trứng này nè, con gắn này còn sống luôn mà tại tôi không bắt nè. Mà có thể nó chết, nó vô cái lồng nhỏ quá, nó chặt. Gắn này 1 kg mấy đổ lên nha mọi người. Quá trời, gắn còn sống nha. Tại tôi không bắt ăn nữa đó. À, nó vô quanh rẫy hết trơn nè. Gắn còn trứng nè, còn con em nữa không. Nè, trứng không nè. Đó, còn nhúng nhích nữa. Thăm cái mọi người. Này quá trời cá luôn. Chỗ cây đẳng có con mặt mà bị người ta lấy rồi. Đây giường. Vô trong lỏng rồi. Ú là trời. Ú là trời má ơi. Nhỏng. Ôi ôi, con ếch. Ôi dồi ôi. Ôi, bắt con này về thả cho nó ở với con ếch nuôi của mình. Con này con ếch gừng nha. Này ếch động. Rồi chạy mỏ luôn. Để bắt nó ra rồi. Nó chạy mỏ. Rồi đây cái cuối làm được con nè. Đây. Cái này khủng khiếp rồi mọi người. Đây là cái cuối nha. Chuột còn như nè. Hai lòng rồi. Hai lòng chuột. Cái này ký mấy nha. Mở ra đi mấy. Ui ui, con này ký mấy nè mày. Con này ký mấy nha. Trời ơi, trời ơi, con nào nấy nè. Hết hồn. Nhắm lại nè. Quá khứ à. Con này cỡ 7 kg nè. Tầm 7 kg nha. Cái bao này sẽ cua là đựng con rắn hổ mà đặt không có. Rồi thì đến đây mình xin kết thúc video luôn mọi người. Tạm dừng ở đây luôn, hình như nó ói vậy em. Có mùi á. Chưa đâu.